tỷ lệ sói lai phổ biến. Loài sói thuần chủng hiện nay dường như khá hiếm, trong đó tỷ lệ loài sói lai lại phát triển mạnh do điều kiện môi trường sống. Trong nhiều năm qua, một lượng dân số di chuyển về phía đông, thu hẹp môi trường sống tự nhiên của loài sói, từ đó tạo ra nhiều giống sói lai và chiếm một tỷ lệ lớn. Các loài sói lai thường nhỏ hơn loài sói thuần chủng và cực kỳ thông minh, chúng có thể thích nghi với những khu đô thị hoặc dân cư. Một phần do nạn săn bắn ở những môi trường sống tự nhiên làm giảm đi số lượng đáng kể của loài sói thuần chủng.